Vòng bán kết Cúp C1 FPT đã diễn ra chiều 8 tháng 5 vừa qua. Các cầu thủ phải thi đấu trong thời tiết nắng nóng tới 38 độ C. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy đã ít nhiều ảnh hưởng tới chất lượng của giải đấu. Tại hệ thống thi đấu tranh cúp vàng, trận đấu đầu tiên là cuộc so tài giữa Fsop BU8 và FTG. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Fsop BU8 đã lập tức ào lên áp đảo. Đến phút thứ 15 của trận đấu, họ đã có bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo số 10 Long TT. Từ một đường truyền lên của đồng đội, cầu thủ này đã khống chế bóng trong tư thế quay lưng lại với thủ môn rồi tung vô lê dứt điểm gọn gàng. 5 phút sau, đến lượt cầu thủ số 7, Thắng HN tung một cú sút xa căng như trái phá, ghi bàn bất chấp thủ môn FTG đã chạm được tay vào bóng. Sang đầu hiệp 2, BU8 còn được hưởng một quả phạt đền. Một cầu thủ của FTG đã dùng tay che cú sút căng của đối phương. Long TT một lần nữa đứng trước cơ hội ghi bàn, nhưng anh đã sút bóng thẳng lên trời. Kết thúc trận đấu, BU8 đi thẳng vào chung kết với chiến thắng 2-0. Ở trận đấu tiếp theo, Fsop Nero đối đầu với Fistes. Đây là trận đấu được kỳ vọng sẽ có những pha tranh tài nảy lửa và ganh đua tỷ số quyết liệt. Nhưng những diễn biến trên sân đã khác hoàn toàn với những điều mà giới chuyên môn dự đoán. Ngay phút thứ 7 của trận đấu, thủ môn của Fistes đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn. Anh đã không bắt dính cú phát bóng của thủ môn đội bạn. Bóng lọt khỏi tay anh và lăn vào lưới trong sự bất ngờ của tất cả các cầu thủ, trọng tài và khán giả. Bị một bàn thua tức tưởi lại phải thi đấu trong thời tiết nắng nóng, các cầu thủ Fist vùng lên tấn công quyết liệt. Phút thứ 25, từ một pha dàn xếp đá phạt, cầu thủ số 9 của Fist băng lên sút xa, thủ môn Tuấn Bát phải trổ hết tài nghệ để đẩy bóng ra. Khung thành của thủ môn Tuấn Bát bên phía Nero liên tục bị đe dọa, tưởng như bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng một lần nữa, thủ môn của Fist lại làm mọi người bất ngờ. Trong một tình huống tranh chấp bóng, anh này đã chơi không tập trung để bóng lọt ra sau, 2-0 nghiêng về Nero. Những phút còn lại quá ngắn ngủi để Fist có thể làm nên một điều gì đó. Đây thật sự là một thất bại không đáng có của Fist. Như vậy, trận chung kết Cúp C1 năm nay sẽ là cuộc nội chiến giữa hai đội bóng đến từ FPT Software, Fsop Nero gặp Fsop BU8.